Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái hệ thống loa Line Ray Mini của thương hiệu Toa Nhật Bản. Thì cái hệ thống này nó gồm một cái cụm loa Line Ray HX5 có màu đen và màu trắng, và một cái loa xích SB120 cũng có màu đen và màu trắng. Thì cái bộ này nó được sản xuất tại Indonesia. Thì với một cái combo như thế này, chúng ta có thể sử dụng cho hội trường, quán bar, nhà thờ, phòng gym, vân vân. Và tất nhiên là số lượng loa bao nhiêu thì nó còn tùy thuộc vào cái không gian của chúng ta nữa, chứ nó không thể xài mỗi thứ một cái được. Thì hãng cũng khuyến khích là chúng ta nên xài loa Line Ray HX5 cùng với cái loa xích SB120 để cho một cái dải tần số hoàn hảo nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem cái bộ loa này nó có gì đặc biệt nhé. Ok, thì trước tiên chúng ta sẽ đi khám phá từng cái loa. Thì trước tiên là cái cụm Line Ray HX5 này. Thì cái cụm này nó gồm 4 cái loa. Cái này nó được gắn liền với nhau. Nó được gắn liền với nhau và chỉ có một cặp dây loa để chúng ta đấu vào thôi, hoặc là chúng ta liên ra một cái cụm khác, chứ không phải là đấu từng loa nối với nhau. Cái này chỉ có một sợi dây loa vào thôi. Thì cái thiết kế của nó là cái vỏ của nó là bằng nhựa, nhựa ABS cao cấp. Mặt trước là có lưới sắt. Lưới sắt bên trong có một cái lớp bọt để cho bảo vệ loa, chống bắn nước và lọc nhiễu tạp âm. Rồi thì tiếp tục về cái thiết kế của loa này. Thì đây là mặt sau của cái loa. Thì nó có đi liền cái hệ thống để cho chúng ta lắp đặt. Cái cụm này chúng ta có thể chỉnh được 15 độ, 30 độ, 45 độ và 60 độ. Thì tùy theo cái độ của cái cụm này do chúng ta lắp đặt thì cái cường độ âm thanh nó ra cũng khác. Thì khi chúng ta lắp 15 độ thì cái mức áp lực âm thanh của nó lên đến 99 dB. Nhưng mà khi mức 60 độ thì chỉ còn 96 dB thôi. Và cái bắt này nó rất là đa năng. Chúng ta có thể treo ngang, xoay ngang cái loa lại. Chúng ta có thể bắt ngang hoặc là bắt dọc như lúc nãy. Và có thể để, chúng ta có thể treo lên, bắt vào trong tường, treo lên trên trần, hoặc là bỏ trên một cái chân. Ví dụ như những cái phòng họp, người ta thường bỏ lên một cái chân thôi, và chúng ta có thể di chuyển được rất là tiện lợi. Ok, thì đâu sau này nó có ghi một cái, có một cái miếng đề can của To. Thì đây là sản phẩm To HX5 VK màu trắng, sản xuất tại Indo, trở kháng 8 ohm, công suất là 600W. Cái loa này có công suất từ 200W đến 600W một cái cụm như thế này. Thì với một cái công suất đó thì chúng ta có thể xài cho hội trường, quán bar, phòng gym, nhà thờ, vân vân. Bên này thì nó có hai cái cọc để cho chúng ta gắn dây loa cổng vào và một cổng ra, chứ không phải là đấu từng loa, nó chỉ có một cổng duy nhất thôi. Và nó là rắc speed công và cả 6 ly nữa. Rồi, ok, đó là cái mặt sau của cái loa này.
Thì lo này có thể chỉnh độ, chúng ta sẽ chỉnh theo cái góc mà chúng ta mong muốn để cho có được cái vùng phủ âm thanh mà theo nhu cầu của chúng ta. Thì lo này là có 4 cái lo 12 cm, có nghĩa là trong một cái lo như này nó là sẽ có một cái lo 12 cm, là tương đương tầm 12 cm, là tương đương tầm cỡ 5 inch. Thì mỗi cái lo như thế này nó có một cái lo bát 4 inch và ba cái lo HS, ba cái lo tần số cao, thì nó một cụm như vậy. Thì nó gồm 4 cái lo. Mỗi cái lo như thế này thì mỗi cái lo đơn như thế này thì nó có một cái lo bass 4 inch và ba cái lo check. Rồi nhưng công suất của nó là 200W đến 600W 8 ohm. Thì giải tầng của nó thì nó cũng tùy theo cái góc mà chúng ta cài đặt cho nó. Thì giải tầng của nó ở cái góc 15 độ là 85Hz cho đến 20kHz, còn nếu 60 độ là 70Hz cho đến 20kHz, thì nó sẽ giảm cái tần số dần với những cái độ, với cái độ nó tăng lên. Rồi, lo này là 16 tí một cụm như thế này. Thì với thương hiệu to thì cái lo to này nó có một cái đặc điểm, đó là cho ra chất âm sắc nét, rõ nét, trung thực, thì rất là phù hợp cho chúng ta lắp trong hậu trường này, phòng họp, phòng gym, những lúc người ta phát nhạc vân vân, rất là phù hợp. Đặc biệt là quán bar hay là nhà thờ cần những cái âm thanh rõ nét thì lo này rất là phù hợp, cực kỳ phù hợp. Ok, tiếp đến là cái lo sub SB120. Thì đây là lo sub 30. Sub 30 công suất cũng giống như cái lo line ray, là từ 200W đến 600W một cái. Thì giải tầng từ 40Hz cho đến 1.2kHz. Đồ nhạy, cường độ âm thanh là 96dB, nặng 15 kg. Thì cái thùng này nó làm bằng gỗ, thùng này nó làm bằng gỗ, mặt lưới bằng sắt, giống theo cái lo line đây. Vì nó này được thiết kế theo dạng một bộ, thì cái mặt lưới nó giống như cái mặt lưới của lo line đây. Đây là lo sắt 30 thùng gỗ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái mặt sau của cái lo. Thì lo sắt thì đơn giản thôi, cũng không có gì nhiều, chỉ đưa vào một cái dây lo vào thôi. Sau này SB120 VK màu trắng và cũng sản xuất tại Indo, thương hiệu của Toa. Thì khuyến khích xài cùng loại, cùng bộ để cho nó có được một cái giải tầng hoàn hảo nhất. Đây là một cái thương hiệu Toa của Nhật Bản. Nhật Bản thì cái combo này, hai cái model này được sản xuất tại Indo. Thì các bạn cũng biết rồi, thì thương hiệu Toa nó có rất là nhiều nhà máy trên khắp thế giới. Thì tùy theo cái model nó sẽ có những cái sản xuất ở những cái nhà máy riêng biệt, thì cái xuất xứ nó cũng tùy theo cái nhà máy đó thôi. Thì đây là một cái combo Line Ray Mini, công suất 200W đến 600W một loạt. Lo Line Ray và lo sub, thì cái này nó có màu đen và màu trắng cho chúng ta lựa chọn. Lo line drive có thể thay đổi được góc độ, bốn cái độ để thay đổi, có bốn cái chế độ mà độ cong để thay đổi, đó là 15 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ. Thì cái mẫu này cực kỳ thích hợp cho chúng ta xài hội trường, phòng họp, quán bar, nhà thờ, phòng gym, vân vân, rất là nhiều ứng dụng cho cái mẫu lo này.
thiết kế rất là chắc chắn, rất là đẹp, nhỏ gọn, có thể treo tường hoặc là đặt lên chân, rất là đẹp. Và đặc biệt đó là một thương hiệu của Nhật Bản, nhưng cái sản phẩm này có một mức giá khá là mềm. Thì với một cái, chúng ta có thể cần mua hai cái cụm như thế này là có thể làm cho một cái hậu trường tầm 200 mét vuông là quá thoải mái. Đặc biệt là các cái nhà thờ thì rất là phù hợp với những cái loa này, hoặc là quán bar, vân vân. Giá rất là mềm. Thương hiệu Nhật Bản sản xuất tại Indo. Chất âm rất là sắc nét, rất là phù hợp với những cái môi trường như vừa rồi mình đã giới thiệu. Chất âm sạch, rất là rõ nét, những cái nơi cần phát nhạc và cái giọng nói. Rồi, ok, các bạn có thể tham khảo thêm cái sản phẩm này tại đường link bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.